Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Bondariga S300, một dòng xe đạp đua không nhôm, được sử dụng full bộ ốp chuyển động Shimano Soza và cặp bánh là 700C lớp sơn nguyên bản. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ phần khung chiếc xe là không nhôm, dây thì dây phanh trên thì được ghi âm sườn, còn dây đề thì vẫn chạy ngoài. Thiết kế khung cong và bản dưới dẹp khí động học để giúp các bác di chuyển trên đường có đạt tốc độ tốt hơn, để nó cản gió cái phần này, để cản gió giúp tốc độ tốt hơn. Nó sơn nguyên bản xe thì còn tương đối là mới các bác nhé. Các bác nhìn trên hình chỉ có những cái vết xước do là qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể lớp sơn thì rất là bóng bẩy, nó còn giữ được cái độ mới và cái độ hoàn thiện nó rất là tốt. Đây là website của hãng xe này, Bondariga.com. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Soza với đây là 9 tầng lip. 9 tầng lip và trên này là Soza 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Bộ đùi là đùi Shimano trục rỗng. Đùi trục rỗng. Bánh 700C. Máy của Shizu. Đó cũng là một loại của đồng hàng hiệu, hình như là của Mỹ hay là gì của châu Âu em cũng không nhớ lắm. Nhưng mà Shizu thì nó là loại hàng phụ tùng xe đạp rất là tốt, một loại hàng hiệu. Bây giờ này là bi vòng các bác nhé, bánh bi vòng, hoặc đạn, bộ cùng phanh 3 mảnh. Trên phần ghi đông cũng được trang bị bộ tay lắc của Shimano Soza với đây 9 speed tương ứng với 9 tầng lip. Và ở đây là double là 2 đấy, 2 tầng đĩa, 18 mức độ khác nhau. Shizu vành cũng là vành Shizu luôn các bác nhé. Đây, logo này. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 1m75-76 đi phù hợp. Lip 9 tầng và 2 đĩa và 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất là mượt mà, có gì trên hình rất nhạy. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 9.200.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.